Chào bạn, thì hôm nay mình sẽ quay lại cái chương trình này ha. Thì hôm nay mình làm chút ẩm thực dân tộc ha. Thì đây là hình ảnh check-in của mình. Và sau đó mình check-in xong thì mình sẽ vô bên trong để mình lấy đũa và tô hoặc là chén để mình thưởng thức cái món ăn của Tây Nguyên ha. Đó, của Gia Rai, ED, dân tộc ED. Thì món này gọi là món gỏi cá cà. Đó, đúng rồi, gỏi cá cà. Đó, thì đây là gỏi ha. Món ẩm thực Tây Nguyên mà. Bây giờ mình lấy chút cá mình bỏ vào cái chén và sau đó bây giờ mình sẽ thưởng thức ha. Mời các bạn hãy xem qua cái quá trình mình nói ha. Món văn hóa ẩm thực dân tộc ha, thì đây là cái món gỏi cá rồi dưa rồi đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức ha. Thì cái này nó rất là ngon, không cay lắm. Cái này gọi là mình làm món Tây Nguyên. Rồi các bạn ăn cái miếng dưa. Đó, các bạn ăn miếng dưa. Rồi đây là cá này. Đó, cá loại dưa có hết, ngon hết. Thì mình ăn vào nó có một cái vị cảm giác nó hơi cay cay và nó không cay lắm. Thì cái này là mình gọi là cấp độ 1 với cấp độ 2. Quá ngon luôn anh em. Đó, quá ngon luôn. Còn chút xíu. Ăn thử. Có thể vào chụp hình chung với lại tụi mình và ăn đồ ăn miễn phí nha. Còn chút xíu nè. Rồi, được không? Còn chút xíu nè, không mà chuyện không sao hết. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong quá trình mình ăn thử cái món cái chương trình bên cao đẳng FPT Bộ Lý Tính Tây Nguyên học sinh sinh viên tổ chức, nên là các bạn có thể ghé qua đây để ủng hộ cái quá trình mà sinh viên làm năm món này để cho những người mà gọi là ở trong đây thì họ sẽ thưởng thức món ăn của mình luôn ha. Rồi các bạn. Sau khi mình đã hoàn thành xong cái chương trình này thì mọi người nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực ra cái video nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.